nút giao quốc lộ 5, khu vực trước cổng nhà thi đấu Gia Lâm, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, rất nhiều người tham gia giao thông, bất chấp biển cấm, vẫn vô tư đi ngược chiều. Vừa đi ngược chiều, vừa sử dụng điện thoại. Di chuyển thành hàng 2, hàng 3, đi ngược chiều, cắt mặt cả ô tô. Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm đi ngược chiều như thế này, nhưng người tham gia giao thông vẫn phất lờ, vô tư vi phạm luật giao thông. Chiều đến là người ta đi làm bế thì khi người ta đỗ ở đường bên kia người ta chờ đèn nhá đến lúc sang ùa sang một cái là người ta đi một đoàn đông luôn nhiều người người ta còn bảo thôi thà đi đi ngược chiều như này mất 300 còn hơn là đi đường bên kia đấy nó còn bảo thế cơ đi đường bên kia là, là sang đường ở cái chỗ đèn đỏ đèn xanh ấy nó hại lắm theo ghi nhận của phóng viên hàng ngày lưu lượng các phương tiện xe tải hạng nặng Xe container lưu thông qua đoạn đường này là rất lớn. Các phương tiện đi ngược chiều đông đến nỗi, những phương tiện đi đúng chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm chính người điều khiển phương tiện mà nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đứa con gái lái ô tô mới tập lái mà xong rồi là đâm vào. Lát ở cái xăng nó còn nữa à. Còn đây là những hình ảnh tại nút giao Nguyễn Trãi khu duy Tiến, quận Thanh Xuân chặn đầu ô tô, nối đuôi nhau đi ngược chiều, dẫn tới xung đột giao thông. Đó là thực trạng diễn ra hàng ngày tại nút giao hiện đại bậc nhất thủ đô, nhất là vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều. Chỉ trong vòng ít phút, theo ghi nhận, có tới hàng trăm chiếc xe máy rồng rắn, bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều như thế này. hiện tại là cái đường phía bên kia nó đang sửa, ấy ạ. thì muốn đi thì phải vòng rất là xa. Thế nên là mọi người hay đi như này để cho tiện, ấy ạ. thì em đi theo mọi người. Khu vực này được Sở Giao thông Vận tải rào chắn và tổ chức lại giao thông để phục vụ thi công gói thầu số 2, hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội. Theo đó, phương tiện đi theo hướng Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến bắt buộc phải rẽ vào đường Nguyễn Xiển rồi quay đầu. biết là đi đường ngược chiều nhưng mà con hẳn ngã tư này nó ngã tư ngã năm này nó nó đang thi công nó, mình muốn sang đường nó nhanh nhưng mà đi ngược chiều nó biết là sai. rồi mong muốn là đơn vị thi công thi công sao cho nhanh để cho bà con đi lại cho thuận tiện không đi vòng này nó xa nó bất tiện mà đường này tắc các phương tiện đi ngược chiều quá đông khiến nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến luôn trong tình trạng hỗn loạn. Chỉ khi có lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát, các phương tiện này mới đi đúng làn đường theo quy định. Với tâm lý tiết kiệm thời gian, nhiều người vẫn bất chấp biển cấm, vô tư vi phạm, bỏ mặc sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.